Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng 2 năm Nhâm Dần tại Việt Nam. Chương trình Việt Live buổi sáng hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Nga khẳng định tiếp tục sử dụng tên lửa siêu thanh tấn công Ukraine. Hòa nhạc phản chiến ở Berlin thu hút 20.000 người. Úc cấm xuất khẩu alumin sang Nga, cung cấp than cho Ukraine. Một công tố công an xã đánh bồng tím nhưng giám định thương tích zero. Và một số tin đáng chú ý khác. Sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng, những vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện Việt, bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày cùng với Thanh Tâm. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phần tin thời sự quốc tế. Cảnh sát cho biết có khoảng 20.000 người đã tham dự một buổi hòa nhạc phản chiến ở trung tâm Berlin vào ngày Chủ nhật, và những người tham dự vẫy cờ Ukraine hoặc cầm biểu ngữ có khẩu hiệu phản đối cuộc xâm lược của Nga. Tập trung gần cổng Brandenburg, biểu tượng của một nước Đức bị chia rẽ trong chiến tranh lạnh, các nghệ sĩ biểu diễn mặc áo màu quốc kỳ của Ukraine để thể hiện sự đoàn kết với nước này. Jamala, một ca sĩ Ukraine đã chiến thắng cuộc thi Eurovision với bài hát 1944 vào năm 2016, được phát trên màn hình lớn, nói với những người tham dự rằng âm nhạc là một sức mạnh hòa bình. Tôi nghĩ nếu tất cả các nhạc sĩ đoàn kết lại thì đó sẽ là đội quân hòa bình mạnh nhất trên thế giới, cô nói với đám đông. Những người đeo khẩu trang và mặc áo khoác dưới bầu trời trong xanh. Trong khi đó thì tại Úc đã ra lệnh cấm ngay lập tức xuất khẩu quặng, alumin và nhôm bao gồm cả bauxit sang Nga. Lệnh cấm của chính phủ Úc vào ngày 29 tháng 3 là một phần của các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow vì Nga xâm lược Ukraine. Nga phụ thuộc vào Úc với gần 20% nhu cầu alumin. Chính phủ Úc cho biết trong một tuyên bố chung từ một số bộ bao gồm cả văn phòng thủ tướng. Tuyên bố nói thêm rằng lệnh cấm này sẽ hạn chế năng lực sản xuất nhôm của Nga, vốn là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Nga. Chính phủ sẽ làm việc chặt chẽ với các nhà xuất khẩu và các cơ quan bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm để tìm kiếm thị trường mới và mở rộng các thị trường hiện có, tuyên bố cho biết. Cho đến nay, Úc đã áp đặt tổng cộng 476 lệnh trừng phạt đối với 443 cá nhân, bao gồm các doanh nhân thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và 33 thực thể bao gồm hầu hết lĩnh vực ngân hàng của Nga và tất cả các thực thể chịu trách nhiệm với các khoản nợ của chính phủ Nga, tuyên bố cho biết. Úc cũng cho biết họ sẽ tặng ít nhất là 70.000 tấn than nhiệt cho Ukraine để đáp ứng nhu cầu năng lượng của nước này. Trong vài tuần qua, các nhà sản xuất than của Úc nhận xét rất nhiều lời kêu gọi cung cấp từ Ukraine và các nước khác như Ba Lan, vốn phụ thuộc vào nguồn cung của Nga. Chính phủ đang làm việc với ngành công nghiệp than Úc để tìm thị trường, tuyên bố cho biết. Úc cũng cam kết tăng viện trợ thiết bị quân sự và viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Một liên quan đến Nga và Ukraine, vào ngày 20 tháng 3, Nga khẳng định lần thứ hai liên tiếp quân đội sử dụng tên lửa siêu thanh oanh kích các mục tiêu của Ukraine, lần này để phá hủy một kho nhiên liệu ở miền nam Ukraine. Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga hôm 20 tháng 3 tuyên bố một kho lớn dự trữ nhiên liệu đã bị phá hủy bởi các tên lửa hành trình Caliber bắn từ biển Caspi, cũng như bởi các tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal phóng đi từ không phận Crimea. Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết vụ oanh kích này nhắm tới vùng Mykolaiv, mục tiêu bị phá hủy là nguồn cung ứng chính nguyên liệu cho các xe bọc thép của Ukraine, được triển khai ở miền nam đất nước. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố tên lửa có độ chính xác cao mà Moscow cho phóng đi đã bắn trúng một trung tâm huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Ukraine ở vùng Hitomi, cách thủ đô Kiev 150 km về phía Tây, và hơn 100 lính đặc nhiệm và lính đánh thuê nước ngoài đã bị giết chết. Xin nhắc lại, Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 19 tháng 3 thông báo lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh để phá hủy một kho đạn ngầm của quân đội Ukraine trong lòng đất gần thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine vào ngày thứ Sáu 18 tháng 3. Theo kênh AFP, tất cả những thông tin chỉ là do phía Nga đưa ra nhưng chưa được các nguồn tin độc lập xác minh. Nếu đúng thì đây là lần đầu tiên Nga sử dụng loại tên lửa được thử nghiệm thành công hồi năm 2018. Mặc dù về lý thuyết tên lửa siêu thanh có khả năng phá hủy mạnh hơn và sâu hơn, nhưng báo Pháp Liberation dẫn lời chuyên gia về quân sự Nga cho biết việc sử dụng tên lửa siêu thanh sẽ không mang lại lợi thế chiến lược cho quân đội Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, việc sử dụng loại vũ khí này chắc chắn sẽ gây hiệu ứng tâm lý khiến cho người Ukraine mất tinh thần, sợ hãi, và Nga có thể tuyên truyền về điều đó. Tên lửa đạn đạo siêu thanh và tên lửa hành trình thuộc dòng vũ khí mới do Nga phát triển và từng được Tổng thống Putin mô tả là bất khả chiến bại vì nhanh, dễ điều khiển, có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ của đối phương. Vừa rồi là tin thế giới, sau đây là tin Việt Nam liên quan đến công an đàn áp người dân. Hôm 20 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo không ra quyết định khởi tố vụ án về việc ông Nguyễn Trọng Bằng tố bị cán bộ Công an xã Hiến Sơn đánh bằng dùi cui khiến cho hai chân bị bầm tím hồi tháng Giêng. Theo báo Thanh Niên, quyết định của Công an tỉnh Nghệ An được căn cứ vào bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An rằng tỷ lệ tổn thương trên cơ thể ông Bằng là 0%. Đáng nói là ông Bằng chỉ được giám định thương tích sau 48 ngày, kể từ ngày ông này bị đánh ở đồn công an. Liên quan vụ này vào ngày 11 tháng Giêng, mạng xã hội lan truyền một đơn tố cáo được cho là của người nhà ông Bằng tố hai công an viên xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương và ông Phạm Văn Quân và Phạm Văn Ngọc đã đánh ông Bằng bầm dập tại đồn. Theo lá đơn, ông Bằng 37 tuổi đã ly dị, nhà tình con ruột ở nhà vợ cũ bị bệnh nặng nên qua thăm, nhưng bị vợ cũ và mẹ vợ cấm cản. Hai bên lời qua tiếng lại, người nhà bên vợ ông Bằng gọi điện cho ông Quân và ông Ngọc đến xử lý ông này. Cũng theo lá đơn, ông Bằng sau đó bị hai công an viên còng tay, dẫn giải về đồn công an xã và treo ngược hai tay lên cửa sổ. Tiếp đó, ông bị công an đánh đập, bầm dập như thời nô lệ đến lúc ngất xỉu mới được thả xuống và bắt khai báo theo hướng dẫn của công an. Còn theo tường thuật của báo Thanh Niên, ông Ngọc và ông Quân đã dùng gậy cao su, công cụ hỗ trợ cấp cho công an xã đánh vào mông, đuôi và chân ông Bằng vì bất bình và hành vi chửi bới, thách thức và dùng gậy chống lại lực lượng thi hành công vụ. Cũng theo tờ báo này, sau khi bị đánh tại đồn công an xã, ông Bằng về nhà vào sáng hôm sau không thể tự đi lại do hai chân bị tụ máu bầm tím. Sau đó, ông được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An chữa trị. Người nhà ông Bằng cho biết rằng gia đình không đồng tình với thông báo của Công an tỉnh Nghệ An nên sẽ tiếp tục khiếu nại. Trong sự việc, người nhà ông Bằng cũng bác bỏ cáo buộc với phía công an rằng ông Nguyễn Trọng Ngãi, anh trai của ông Bằng, đến đồn công an xã Hiếu Sơn dùng gậy cao su đánh em trai mình. Tiếp nối chương trình là một ý kiến cộng đồng mạng. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bản tin trảo phúng của nhà báo Đào Tuấn đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 18 tháng 3 về việc một ông thủ tướng có những biện pháp cụ thể với người dân đối phó với những khó khăn trong cuộc sống vì giá xăng tăng cao. Mời quý vị cùng chia sẻ. Thủ tướng nói rằng phải giúp người dân khi xăng tăng giá, tin Nam Lào. Phải có kế hoạch giúp người dân chống chọi với ảnh hưởng do xăng tăng giá, Thủ tướng vừa tuyên bố rồi nhé. Đây không phải là gói hỗ trợ COVID mà là xung đột Nga-Ukraine có thể kéo dài ít nhất là trong 3 tháng và cần chuẩn bị các biện pháp để đối phó với tác động từ nó. Theo đó, không chỉ xăng dầu được trợ giá mà còn cả gas, điện, thức ăn chăn nuôi, phân bón, với khoản chi ngân sách quy Mỹ Kim khoảng 218 đến 228 triệu Biden. Nếu so với gói trợ giá cho các nhà phân phối xăng dầu trị giá 3 tỷ Mỹ Kim của anh em Phù Tang thì 200 triệu này vẫn ít. Nhưng quan trọng là cách chính phủ quan tâm chia sẻ với khó khăn của dân. À quên, những người đang nhận trợ cấp xã hội còn được nhận hỗ trợ bằng tiền, tiền tươi luôn. Tất nhiên đây là thủ tướng nhà người ta, thủ tướng Prayut Chan-o-cha, thủ tướng Nam Lào, chứ ông Lào nhà mình thì đấy. Sang 3 ngày nữa là điều chỉnh, lại sắp tăng con mẹ nó 1.000 đồng rồi. Và sau đây là cảm nhận của bác sĩ Võ Xuân Sơn đăng trên trang cá nhân vào ngày 18 tháng 3 về cách hành xử ấu trĩ và không sòng phẳng của các quan chức Cộng sản Việt Nam trong việc di dời và lén lút trả lại lư hương trước tượng đài Đức Thánh Trần tại Sài Gòn. Mời quý vị cùng chia sẻ. Đã tạ lỗi chưa? Thực tình mà nói, tôi chưa bao giờ để ý đến cái lư nhang ở tượng đài Đức Thánh Trần ở công trường Mê Linh cho đến khi nó bị cẩu đi. Nói cho ngay, đó giờ tôi chỉ có một lần duy nhất bước chân lên cái công viên nơi đặt tượng đài Đức Thánh Trần ở công trường Mê Linh. Đó là lúc chúng tôi đi dự tiệc gì đó mang tính chất formal ở khách sạn Majestic, được một người bạn là một nhà báo mời qua nhà hàng ra khơi để ăn tăng hai. Vậy là chúng tôi đi bộ qua. Trên đường đi chúng tôi bước lên cái bùng binh này và dừng lại chiêm ngưỡng tượng đài Đức Thánh Trần. Anh bạn nhà báo mới giới thiệu qua lai lịch của công trường Mê Linh, tượng đài Hai Bà Trưng trước đó và tượng đài Đức Thánh Trần bây giờ. Câu chuyện đó cách đây cũng đã trên 20 năm gì đấy, khi các tòa nhà xung quanh còn chưa được xây xong và ông Năm Cam, chủ nhà hàng, vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Cho nên tối hôm qua, buổi tối đầu tiên sau khi cái lương nhang được trả về chốn cũ, khi đi ngang qua khu vực ấy tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người dân đến thắp nhang và vái lạy trước tượng đài Đức Thánh Trần. Nếu không vì đó là giao lộ cấm dừng xe thì tôi đã dừng lại và chụp một vài tấm hình. Ở lần thứ hai đi ngang qua công trường Mê Linh, tôi đã phải lái xe đi thêm một vòng nữa để nhìn cho rõ cái lư nhang thiệt bự đã được cắm nhang kín mít, dù mới được để đó chưa đến 20 giờ. Không biết nếu ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Trần Kim Yến nhìn thấy cảnh người dân ra thắp nhang như thế này sẽ suy nghĩ ra sao, và không biết hai người ấy và cả những người trực tiếp cẩu lư hương đi theo lệnh đã đến đó thắp nhang tạ lũi hay chưa. Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bình luận của tác giả Võ Khánh Tuyên đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 19 tháng 3 về việc nhiều di tích lịch sử quốc gia bị hủy hoại vì những cái đầu không biết nhận thức trong bộ máy cầm quyền tại Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ. Cái gốc của vấn đề. Đình cổ Từ Đông ở thành phố Hải Dương có từ thời Hậu Lê được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Mới đây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của địa phương đã xin xỏ khắp nơi được 40 triệu đồng tiến hành sơn phết loẹ loẹt, phá hoại di tích cổ, còn mồm mép đặt tên là con đường Bích Họa. Hiện chính quyền địa phương lại phải tiến hành sơn sửa lại để trả về nguyên bản. Nhiều người bảo rằng đây là biểu hiện của tình trạng nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại. Nhưng tôi cho rằng cái gốc của vấn đề lớn hơn thế. Vì sao? Nếu để ý sẽ thấy Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh địa phương sơn phết di tích để lập thành tích cho có công trình chào mừng tháng Thanh niên 2022. Nhân rộng ra xem, hãy bạn dính dáng đến các tổ chức là cánh tay, ngoại vi, buộc bạn phải nặng ốc đẻ ra những cái gọi là công trình chào mừng. Thành ra rất là khôi hài khi đợt móc cống khai thông cống rãnh được gắn cho công trình của Hội Cựu chiến binh, quét rác con hẻm thì bêu tên Hội Phụ nữ, phụ đạo giúp học sinh yếu kém, nắm bắt căn bản môn học thì thành công trình của chi bộ giáo viên. Túm cái cuộn lại là phải có cái gì đó để chào mừng công trình chào mừng. Và nhìn lên trên cũng y hệt vậy, cứ nhân dịp này nọ. Cho dù cuộc sống diễn ra vốn phải luôn có những hành động bình thường như thế. Chỉ khi nào bỏ hẳn mấy cái thứ đó đi thì những thứ công trình tào lao và ngu dốt mới có cái cờ may chấm mút. Và sau đây là nhận xét của tác giả Nguyễn Trường Sơn đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 13 tháng 3 về việc thể chế độc tài là nguyên nhân của cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine do Putin khởi xướng. Mời quý vị cùng chia sẻ. Chiến tranh và dân chủ. Khi người dân có quyền định đoạt vận mệnh chính trị của một lãnh đạo thông qua lá phiếu thì lãnh đạo đó sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đại binh lính đến vùng chiến sự và mất mạng ở đó. Bởi vì cha mẹ của binh lính ấy, người thân, bạn bè của họ sẽ trừng phạt người lãnh đạo đó bằng lá phiếu của họ, bằng cách bầu cho người khác. Bởi vậy chúng ta thấy ở những nước dân chủ, thiệt hại về mặt nhân mạng luôn là yếu tố quyết định đến cục diện của một cuộc chiến tranh. Cũng vì thế mà các lãnh đạo chính trị phải cần thời gian để thuyết phục người dân của mình về tính chính đáng của cuộc chiến ấy trước khi quyết định tham chiến. Bởi không ai muốn con em của mình chết một cách lãng xẹt ở một vùng đất xa lạ. Ở Nga thì Putin không quan tâm việc người dân Nga có ủng hộ quyết định xâm lược Ukraine hay không, vì ông ta là kẻ độc tài. Vì thế của ông ta không phụ thuộc vào lá phiếu của người dân, mà dựa vào sức mạnh chính trị và kinh tế mà ông ta sở hữu. Nền báo chí và truyền thông bị kiểm soát ngặt nghèo cũng giúp ông ta dễ dàng bịt miệng bất cứ ai muốn tuyên truyền bất lợi về cuộc chiến, và đồng thời tha hồ nhồi nhét vào đầu dân chúng những thông tin sai lệch. Hệ thống an ninh cảnh sát mật vụ răm rắp tuân lệnh mang đến khả năng đàn áp bất cứ phong trào phản chiến nào. Để đến bây giờ, số lính Nga thiệt mạng ở Ukraine mà theo thống kê của chính quyền Kiev là đã lên đến hơn 12.000. Nhưng Putin vẫn không hề đưa ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là ông ta quan tâm đến tổn thất nhân mạng. Thay vào đó thì trên chiến trường, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và lính Nga vẫn tiếp tục bỏ mạng. Ở trong nước thì người dân Nga đang chứng kiến cảnh bản thân và gia đình bị nghèo đi với tốc độ chóng mặt, khi mỗi giờ trôi qua thì giá trị đồng rúp lại sụt giảm thêm. Các lệnh cấm vận còn khiến cho vô vàn người mất việc, giá cả các mặt hàng gia tăng, việc chuyển tiền ra nước ngoài thì không còn khả thi. Đời sống sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Tính mạng của lính Nga và đời sống của hơn 100 triệu dân Nga đang được Putin đem ra đánh cược cho tham vọng chính trị ngu xuẩn của mình. Và điều đáng sợ là Putin đang chơi bạc như thế, hắn tin rằng mình sẽ không bao giờ hết tiền. Điều đó thể hiện qua tốc độ nướng quân của hắn ở Ukraine và sự thờ ơ của hắn trước cảnh khốn cùng của người dân Nga. Tất cả những điều này đều có thể ngăn chặn được nếu Nga là một nước dân chủ tự do. Những lời dối trá của Putin đã có thể bị bóc mẻ bởi báo chí và truyền thông độc lập. Những sắc lệnh nhằm đàn áp dân chúng của hắn đã có thể bị tòa án bác bỏ. Và bản thân Putin đã có thể bị phế truất bởi lá phiếu của người dân Nga. Chính vì Putin hiểu sự nguy hiểm của nền dân chủ tự do đối với sự thống trị của hắn ở Nga, cho nên hắn đã làm tất cả mọi thứ để ngăn chặn nước Nga dân chủ hóa, và việc xâm lược Ukraine cũng cốt là để tiêu diệt nền dân chủ non trẻ này. Bởi hắn không muốn một Ukraine dân chủ tự do thịnh vượng, có chung lịch sử và văn hóa, nằm sát cạnh nước Nga mà hắn đang cai trị. Với Putin, chiến tranh là cách duy nhất để ngăn chặn viễn cảnh một nước Nga dân chủ. Và sau đây, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị phím luận có tựa đề "Đảng viên nhưng mà tốt". của nhà văn Tưởng Năng Tiến là trên trang Facebook cá nhân vào ngày 20 tháng 3 từ bài gốc đăng trên trang Vận Hội Mới. Mời quý vị cùng chia sẻ. Đảng viên nhưng mà tốt. Hơn 10 năm trước, tiến sĩ Vũ Minh Khương có một bài viết ngắn Việt Nam chằn cầu để tiến lên với nhiều câu hỏi dài nhưng rất khó quên. Thứ nhất là chúng ta có thấy xót xa hổ thẹn về vị thế hiện nay của dân tộc mình không? Câu hỏi thứ hai, chúng ta có thấy lo lắng cho tương lai của đất nước mình không? Câu hỏi thứ ba, nếu có cơ hội, thế hệ chúng ta có đủ sức đưa dân tộc mình đến một vị thế vẻ vang hơn mức hiện nay rất nhiều không? Thứ tư, cơ chế hiện thời có cho bạn làm được điều mà bạn hết lòng khao khát làm cho đất nước mình không? Cách nhìn và đặt vấn đề của tiến sĩ Vũ Minh Khương cũng khiến cho nhiều độc giả phải động tâm vì hiện tình của xứ sở. Khó khăn trong quyết định của mỗi người chúng ta hôm nay không phải là làm cách gì để đất nước tiến lên, mà là làm gì để chúng ta không lùi tiếp nữa. Bởi đường lùi của chúng ta còn rộng rãi thênh thang lắm. Ông cha chúng ta để lại cho chúng ta đất đai ở vị thế đẹp và nhiều tài nguyên quý giá. Thế giới lại thương cảm chúng ta đã trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt. Thế hệ chúng ta chỉ cần cho nhượng thuê đất trong các dự án đầu tư dễ dãi, bán tài nguyên và vay nợ quốc tế cũng được sống, sen sang được 20, 30 năm nữa. Ta nhận đất của cha ông làm sân golf và dân ta sẽ không thể đói nhờ nghề nhặt bóng và đánh giày. Sau khi bị rút khỏi trang Tuần Việt Nam, bài viết thượng dẫn đã được đăng lại trên diễn đàn Talawas vào ngày 13 tháng 7 năm 2009 và nhận được khá nhiều phản hồi sôi nổi. Họa của Việt bình luận rất đáng khâm phục lòng quả cảm của những nhà báo chân chính không sờn lòng trước bắt bớ răng đe, thải hồi chức vụ đã xảy ra trước đây với các đồng nghiệp của các anh. Nguyễn Việt cho rằng một blog khá nổi tiếng khác từ Hà Nội cũng đăng bài này từ sáng sớm hôm nay. Sau khi tôi cảnh báo với ông bạn blogger là bài gốc bị xóa rồi, cậu ta cũng xóa ngay. Tuy nhiên hàng trăm ngàn người đã đọc được trên các trang web như vậy trước lúc nó bị xóa. Kẻ thì hả hê được ăn trái cấm, kẻ thì nhăn nhó hít hà vì ớt xanh cay quá. Phùng Tường Vân viết rằng thứ hai là ngày mà nhiều người cho là cái ổ gà của đường đời, được đọc hai bài thật thích thú. Bài này của tiến sĩ Vũ Minh Khương và bài Mọi của Duy Ngọc. Mỗi bài một vẻ nhưng đại hàm xúc, rất mong được quần hào phản hồi sôi nổi. Lê Điệu bình luận, ông sinh năm 59 vào đảng năm 81. Nay đã có 28 tuổi đảng, từng giữ nhiều chức vụ không nhỏ trong bộ máy lãnh đạo chính trị và kinh tế tại Việt Nam. Một đảng viên loại 1 nói ra những lời ấy thì trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam quá là còn có những lực lượng khác đang sôi sụp. Vũ Minh Khương rõ ràng là một đảng viên nhưng mà tốt. Chỉ cái điều đáng tiếc là ông không đủ can đảm đi bỏ đảng chạy lấy người như bao nhiêu nhân vật thức thời khác, nên không tốt được lâu và cũng chả sụt sôi được mãi. Vũ Minh Khương hết cay, nay đang nguội, từ lúc nào thì không ai rõ, nhưng thiên hạ đều thấy ông sọc dưa từ ngày 25 tháng 1 năm 2021, hôm mà ông trả lời phỏng vấn BBC về vấn đề nhân sự của đại hội 13. Xin trích dẫn đôi câu để rộng đường dư luận. BBC hỏi rằng có một số học giả, nhà phân tích và nhà quan sát chính trị Việt Nam đưa ra dự đoán, phỏng đoán về nhân sự tứ trụ. Theo đó, dự kiến đề xuất ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng và ông Vũ Đình Huệ đảm nhận chức Chủ tịch Quốc hội. Trong trường hợp đây đúng là giải pháp cho bài toán nhân sự cấp cao, lãnh đạo cao nhất, thì theo ông phương án này có hợp lý hay không? Vũ Minh Khương trả lời, tôi cho đây là một phương án rất đặc sắc, có tính gây kinh ngạc cho thế giới. Cả bốn con người này tôi đều đã gặp rồi nên tôi hiểu rất rõ. Họ đều thể hiện khá rõ về tầm hiến dâng cho sự phát triển của đất nước. Họ đều có tư duy rất thực tế và có kinh nghiệm nhiều trong công tác đảng cũng như lãnh đạo chính quyền. Họ đều một lòng một dạ làm gì đó để có di sản để lại về sau. Nhiều khi người ta băn khoăn lo lắng về người lên chức lãnh đạo và tích lũy tài sản hay này khác. Nhưng lần này thì cả bốn người đều có phẩm chất hiến dâng rất cao thì điều đó là điều rất đáng quý. Tôi có tham khảo ở Việt Nam thì mọi người đều đồng thuận và phấn khởi với phương án này. Những lời có cánh vừa ghi tiết thay không được mọi người đều đồng thuận và phấn khởi gì cho lắm, nếu chưa muốn nói là ngược lại. Phạm Minh Vũ bình luận, Đại hội Đảng Cộng sản ngoài phục vụ cho mục đích cai trị của đảng, cuộc hội tụ của những cá nhân tham quyền cố vị, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích bằng mọi giá, thì chẳng có mục đích nào khác. Những lời lẽ có cánh như vì dân cho dân đều là dối trá. Vũ Thị Hảo thì rằng, tôi tin rằng việc sửa giới hạn nhiệm kỳ và tuổi tác trong điều lệ đảng là để dọn đường cho những ông vua đỏ của Việt Nam nắm mọi quyền lực trong tay. Jack Hammer nói rằng, xem bài trả lời BBC Việt ngữ của ông Vũ Minh Khương, tôi cứ ngỡ bài của ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo trung ương của đảng trả lời. Tất cả là một màu hồng rực rỡ. Lê Minh Dũng thì viết: tôi cũng đã đọc bài này trên BBC. Nói chung nền tảng tư tưởng không khác gì đồng chí Quang Lùng. Nhưng vì có bằng cấp lại ở cơ quan nghiên cứu của Singapore nên được BBC phỏng vấn. Trả lời trôi chảy, giọng văn thánh thót hơn, nhưng ý tưởng mang tính đột phá có lẽ còn kém xa đồng chí Quang Lùng. Nguyễn Đình Cống thì nói đó chẳng qua là ngụy biện của những kẻ nịnh hót, của những bồi bút, của những người quen quy gối, khom lưng và cúi đầu. Khi chê bai hay chỉ trích Vũ Minh Khương không tiếc lời, có lẽ không mấy ai nhớ đến tình cảnh của một vị trí thức khoa bàn khác, tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Nhân vật này đã bỏ đảng từ lâu, hiện đang bị giam cầm bởi một bản án vô cùng khắc nghiệt chỉ vì tính tiết tháo và lòng chinh trực. Cái giá để làm một người tốt ở Việt Nam xem chừng hơi mắc. Do đó, khi một cá nhân quyết định lựa chọn một vị thế rẻ rúng và khiêm tốn, quy gối, khom lưng và cúi đầu, nhưng vừa với khả năng của mình thì chả phải là điều hoàn toàn đáng trách. Thời gian và tuổi đời vẫn thường được ví như cái gạt tàn thuốc lá, càng đầy nó càng bẩn. Tuổi đảng lại còn bẩn hơn nhiều, nên tiến sĩ Vũ Minh Khương gắng gượng tốt được mãi đến hôm nay tưởng cũng đã là kỳ tích của một đảng viên Cộng sản Việt Nam. Tiếp nối chương trình những vấn đề quanh ta hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài thời sự của báo Người Việt đăng tải vào ngày 20 tháng 3 về việc vật giá leo thang làm dân nghèo Việt Nam càng thêm đau đớn. Mời quý vị cùng chia sẻ. Vật giá leo thang làm dân nghèo Việt Nam càng thêm điêu đứng. Vật giá leo thang chóng mặt, dân nghèo tại Việt Nam đã khốn khổ vì dịch bệnh còn điêu đứng thêm với rau đậu, thịt cá tăng giá phi mã. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp vào ngày Chủ nhật 20 tháng 3 cho phóng viên đi khảo sát tình hình vật giá các loại hàng thiết yếu ở Sài Gòn nói rằng giá cả thực phẩm các loại tăng vọt theo giá xăng dầu bị tăng giá mấy lần từ đầu năm đến nay. Nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá từ 15% đến 20%, trong khi có những loại còn tăng giá cao hơn nữa, quá 40%. Các loại thịt cá, rau củ, quả ngoài chợ tăng giá từ 10% đến 15%, như dầu ăn loại 1 lít tăng 17.9%. Nước mắm tăng 29%, đường trắng tăng 47%. Giá thực phẩm leo thang vì chi phí vận chuyển lên cao buộc giới kinh doanh phải tăng giá. Mấy ngày trước, người ta thấy nhiều báo tại Việt Nam đưa tin hàng ngàn tàu đánh cá tại các tỉnh từ miền Trung tới miền Nam đã nằm bờ vì giá dầu tăng cao. Nếu người dân ra khơi, họ sẽ lỗ vốn. Giới chạy xe hành khách cũng tin than rằng chạy sẽ lỗ vốn nếu họ không được tăng giá. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp dẫn lời một số người đi chợ nói rằng họ phải cắn răng chịu đựng trước cơn bão giá không biết còn tăng mãi đến đâu, trong khi đồng tiền họ kiếm được rất giới hạn. Khả năng mua sắm mỗi ngày một teo tóp. Hơn nữa, bữa cơm hàng ngày càng thêm nghèo nàn, thiếu chất dinh dưỡng cần thiết. Nếu trước đây chỉ hết khoảng 700 đến 800 ngàn đồng trên một tuần, thì hiện nay đã phải tăng lên hơn 1 triệu đồng. Chi phí tăng lên chóng mặt nhưng thu nhập thì không thay đổi, nên nhiều lúc áp lực và stress ghê gớm, một bà Tinh Thúy than thở. Giữa tuần trước, người ta thấy báo Dân Việt thuật lời một số người kêu rên, hàng hóa ồ ạt tăng theo giá xăng, người dân oằn vai gánh nặng chi tiêu. Từ đầu năm đến nay, ít nhất giá xăng dầu đã được nhà cầm quyền tăng giá 6 lần theo với giá nhiên liệu tăng phi mã trên thế giới, hậu quả của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và các biện pháp cấm vận. Giá xăng dầu tăng, chúng ta không thể xem nhẹ mà phải tính toán tới động tác của nó. Những thống kê cho thấy giá xăng dầu tăng 10% thì lạm phát tăng lên 0.33%, đến khi tăng thêm 10% lần thứ hai thì mức tăng của lạm phát giảm còn 0.27%, tăng 10% lần thứ ba là 0.23%. Điều đáng nói, phần lớn những tác động tới giá cả, khủng hoảng kinh tế đều là tác động tới người nghèo, vì thu nhập của người giàu rất lớn. Trong cơn bão giá, người nghèo ngày càng nghèo đi. Ông Lê Xuân Nghĩa, một chuyên gia kinh tế nói, làm sao dân chúng nghèo khó chịu đựng được những cơn bão giá cứ leo thang mãi? Không thấy Hà Nội đưa ra kế sách gì giúp dân chống đỡ các khốn đốn đang đánh vào túi tiền và bao tử của người dân. Trong bản công điện mới nhất, đề ngày 16 tháng 3 gửi các bộ ngành và chính quyền địa phương về đôn đốc triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, người ta không thấy ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, đề cập gì tới sự thống khổ của quần chúng trước cơn bão giá mà mọi người đang mỗi ngày một khốn đốn hơn. Tiếp nối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện với câu chuyện về con đường Baltic, những cái nắm tay đoàn kết của kẻ yếu của tác giả Bùi Uyên từ Paris, đang trên trang Nhịp cầu Thế giới online vào ngày 27 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Nếu không chỉ được một cánh tay, một lời nói ủng hộ trong cảnh đau thương của một nước khác thì có lẽ nên im lặng và ngẫm nghĩ vì sao mình vẫn mãi tâm thế của kẻ yếu. Tác giả Bùi Uyên từ Paris đặt câu hỏi thông qua việc ôn lại con đường Baltic và những diễn biến ở Ukraine mới đây. Ngày thứ ba của cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã diễn ra bởi một nước mang vũ khí và quân đội qua biên giới, nước láng giềng độc lập có chủ quyền, có quyền tự quyết, đang yên sống hòa bình. Tôi phải viết dòng này đầu tiên nhắc lại những khái niệm cơ bản về xâm lược một quốc gia độc lập có chủ quyền. Bởi vì dường như, cũng như phát biểu của Tàu Cộng, nhiều người từ cơ bản đã không nhìn nhận đây là một cuộc chiến tranh xâm lược. Chỉ đáng buồn đọc thấy rất nhiều những lời phát biểu của những người quen trên mạng Facebook nói về những khái niệm ông anh, thằng em một nhà, dạy cho thằng em chơi với bạn xấu một bài học, hai nước nhỏ còn đòi nọ đòi kia. Mọi lý giải để hợp thức hóa, thông cảm cho sự tấn công vũ trang đều là biện minh một cuộc xâm lược, đều tự chấp nhận tiền lệ cho bất cứ quốc gia cho mình là lớn nào, được đem quân xâm lược láng giềng nhỏ yếu hơn. Mọi chê trách nước nhỏ không biết ứng xử tham nhũng tràn lan giống như cách người ta quay lại đổ lỗi cho nạn nhân, gián tiếp thỏa hiệp với bạo lực của thủ phạm. Tự hỏi từ khi nào một quốc gia tham nhũng thì đáng bị dội bơm hơn, một quốc gia chọn chơi với kẻ này thì kẻ khác được quyền nã súng. Tất nhiên, trên bàn cờ địa chính trị, thực tế có nước yếu nước mạnh, có những liên minh bè phái để kiềm tỏa nhau, để giữ tầm ảnh hưởng, lợi ích kinh tế, an ninh quốc phòng. Cá nhân tôi không thể chối bỏ thực tế đó, nhưng không thích cách vận hành này. Việt Nam là một ví dụ sống động và đau lòng cho vị thế của một nước nhỏ. Khi lịch sử phần lớn là chiến tranh đau thương chia cắt đô hộ, cũng chỉ vì các vị thế nước nhỏ chia chung đường biên giới với một nước lớn đầy tham vọng, bành trướng và bá quyền. Những cuộc chiến tranh cận đại thì bản chất là bãi chiến trường cho những cuộc đối đầu của các ông lớn. Và là một nước nhỏ muốn kiếm tìm hòa bình, đất nước Việt khốn khổ luôn phải lay hoay, tìm phe, tìm kẻ che chở trong trên hai hàng mà lịch sử gọi là ngoại giao mềm dẻo hay văn vỉa hè là đu dây. Chúng ta người Việt hơn ngày hết hiểu cái khó, cái khổ của một vị thế thấp cổ bé họng ấy. Nó biện minh cho những thái độ bị coi là hèn, là nhu nhược. Nó gây chia rẽ trong nội bộ người dân với những luận tư tưởng trái nhau bị kìm hãm và cấm đoán. Nó nhân cơ hội ở cho sự trì trệ, tham nhũng, lũng đoạn càng bị cản lối bởi trì trệ. Người dân càng chậm nâng cao dân trí, càng xa khả năng từng bước mong muốn, rồi tìm cách lựa chọn tự quyết, giảm bớt lệ thuộc hơn cho dân tộc mình. Nghe nhiều biện minh lý giải cho kẻ xâm lược, cho kẻ mạnh, còn tôi từ vị thế một người Việt, tôi hay tìm kiếm và cổ vũ cho những nỗ lực của những nước nhỏ. Ví dụ không thiếu, dù thành công thì không nhiều cũng là điều dễ hiểu. Có con đường nào để cứu mình ở nước bên rìa của những kẻ mạnh luôn muốn bá chủ, lại dễ dàng, không khó khăn và cản trở. Tôi xin kể lại câu chuyện con đường Baltic mà nhiều người đã biết khi ba nước bé nhỏ vùng Baltic được độc lập tách khỏi Liên Xô, viết nhờ một cuộc biểu tình hòa bình có tầm ảnh hưởng và truyền cảm hứng đến tận ngày nay. Latvia, Lithuania và Estonia là các quốc gia độc lập cho đến năm 40. Thỏa thuận ngầm phân chia ảnh hưởng của hai nước lớn Đức Liên Xô mang tên là Molotov-Ribbentrop ký vào cuối tháng 8 năm 39 đã buộc ba nước độc lập này phải sáp nhập vào Liên bang Xô Viết. Cái gọi là bí mật đó thế giới đều biết, nhưng ở Liên Xô bị che giấu nửa thế kỷ. Chỉ khi cuối thập niên 80 những thông tin dần bị hé lộ dưới áp lực của quốc tế và đặc biệt là phản ứng của nhân dân ba nước này, Moscow đành công nhận sự tồn tại của thỏa thuận và 2 năm sau công nhận trả lại độc lập cho ba nước vùng biển Baltic. Trước đó để bảo vệ tính chinh danh của việc chiếm đóng quân sự kéo dài suốt nửa thế kỷ và để dập tắt sự phản đối của người dân, Liên Xô vẫn cáo buộc các cuộc biểu tình phản đối đòi độc lập cuối cùng của những năm 80 là của những phần tử phát xít cực đoan chống phá để đáp lại và chứng minh quyết định đòi độc lập của mình là của những người dân yêu chuộng hòa bình, đoàn kết và tự quyết. Một ý tưởng đặc biệt đã nhanh chóng được quyết định. Ngày 23 tháng 8 năm 89, đúng nửa thế kỷ sau khi bản hiệp ước bí mật kia được ký kết, ước tính có hơn 2 triệu người dân của ba nước đã nắm tay nhau, nối thành một con đường, một sợi dây dài 687 km kết nối ba thủ đô. Cuộc biểu tình mang tên con đường Baltic đã gây chấn động và thu hút sự quan tâm của toàn thế giới, góp phần quan trọng vào việc Liên Xô phải trả lại độc lập cho ba quốc gia này. Con đường Baltic sau này đã được lưu vào danh sách ký ức nhân loại của tổ chức UNESCO năm 2009, luôn là hình ảnh biểu tượng của tình đoàn kết, đòi quyền độc lập và tự quyết của người dân, những dân tộc nhỏ bị chèn ép không được quyết định vận mệnh của chính mình. Sau này, hình ảnh những chuỗi người cùng nắm tay nhau đã được lặp lại tại Đài Loan, rồi gần đây là Hồng Kông, để thể hiện cùng ước mơ và ý chí. Lâu lắm rồi, những ước mơ và đấu tranh tìm con đường tự quyết của nhiều quốc gia được coi là yếu, bé nhỏ, vẫn âm ỉ và hàm chứa nhiều khổ đau. Dù từ đó đến nay vẫn chưa có câu chuyện nào có kết cục đẹp như con đường Baltic, nhưng chúng ta vẫn chứng kiến những chiếc ô vàng ở Hồng Kông, những bạn trẻ đổ máu ở Miến Điện, những giằng co chưa bao giờ ngừng nghỉ ở Đài Loan, những mùa xuân Ả Rập chìm trong bất ổn, nhưng không làm thì không thể có hy vọng gì và chẳng bao giờ tự tạo được cơ hội nào cho chính mình, ngoài trông chờ sự đẩy đưa của những ông lớn. Ngay cả chúng ta chọn một cách khác, sao có quyền bị bô những quốc gia nhỏ và công dân của họ khi họ ước mơ vươn lên, thay đổi vận mệnh của mình. Những kẻ phủ nhận mơ ước và khát vọng của dân quốc gia ít nhiều đồng cảnh cũng đang khép cánh cửa mong tiến bộ cho vận mệnh nước mình. Nhưng cái nắm tay đoàn kết đã góp phần giành độc lập cho ba nước vùng Baltic. Nếu không chịu được một cánh tay, một lời nói ủng hộ trong cảnh đau thương của một nước khác, thì có lẽ nên im lặng và ngẫm nghĩ vì sao mình vẫn mãi tâm thế của kẻ yếu. Tiếp nối chương trình hôm nay là một câu chuyện Việt. Thanh Tâm gửi đến quý vị một bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh đăng trên trang Sài Gòn Nhỏ News vào ngày 19 tháng 3 về cuộc đời thăng trầm của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, một nhân vật nằm vùng nhưng chưa bao giờ có chỗ đứng trong lòng những người cộng sản. Mời quý vị cùng chia sẻ. Di sản Việt Nam Cộng Hòa đã gìn giữ một nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ ra sao? Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ mất vào ngày 16 tháng 1 năm 2009. Mọi thứ trong đời ông như cũng lặng lẽ tan dần kể từ sau năm 75. Có vẻ nằm ngoài suy nghĩ của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, cũng như rất nhiều người yêu âm nhạc vốn vẫn quan sát cuộc đời và sự nghiệp của ông, cứ tưởng rằng sau khi miền Nam bị sụp đổ, chế độ mà nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ âm thầm phục vụ đã thắng thế và thuận lợi, nhưng dường như ông lại không nhận được sự đối xử xứng đáng từ các đồng chí của mình. Cuộc đời của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ là một trong những câu chuyện đầy trớ trêu của lịch sử âm nhạc Việt Nam. Là một người nằm vùng trong lòng chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ông lại trở nên vô cùng nổi tiếng nhờ vào xã hội tự do sáng tác và tinh thần đón nhận âm nhạc vô cùng cởi mở của người miền Nam Việt Nam. Suốt trong những năm dài về nền văn hóa nghệ thuật của Việt Nam Cộng Hòa bị từ chối, bị kiểm duyệt, có lẽ nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ là những người cảm nhận rõ nhất sự cay đắng. Khi nghe các trung tâm âm nhạc ở hải ngoại ở Pháp, Mỹ vẫn trình bày các ca khúc của mình. Ở các ngôi nhà cửa khép kín trong lòng hẻm nhỏ Sài Gòn hay bất cứ đâu Việt Nam, người ta vẫn mở những bài hát làm nên tên tuổi của ông. Những ngày xưa thân ái, hoa vẫn nở trên đường quê hương, trăng tàn trên hạ phố. Ngược lại, những bài hát mới viết sau năm 75 chỉ là hương hoa đóng góp cho thời thế, và hôm nay còn mấy ai nhớ và hát. Lịch sử âm nhạc Việt Nam bị cuốn vào giai đoạn chiến tranh quốc gia cộng sản hơn 20 năm, kéo theo những mảnh đời và những điều trái ngang. Chẳng hạn như ông Lưu Hữu Phước, người ký quyết định đưa tất cả nhân văn nghệ sĩ của Việt Nam tù cải tạo sau tháng 4 năm 75, đã ngẫm nghĩ gì về chế độ thù địch với ông lại không ngần ngại dùng ca khúc của ông làm quốc ca. Và nếu đoạn đời về sau, với những phút cuối nói thật, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nếu không cho biết rằng ông luôn đau đáu về bài Dư Ông, ca khúc mà ông bị đấu tố là tình cảm tiểu tư sản, nên phải viết kiểm điểm và thề từ bỏ để được sống còn. Ai biết được trong trái tim những người nghệ sĩ ấy mang nỗi niềm gì. Tiểu sử của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ ghi là ông sinh tại Đập Đá An Nhơn, Bình Định, là con thứ 11 của gia đình trung lưu. Ông có hai người anh là nhà văn Phạm Văn Ký và nhà văn Phạm Hổ. Từ năm 47 đến năm 49, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ học và hoạt động văn nghệ trong trường thiếu sinh quân ở Liên Khu 5. Lúc nhỏ ông có khả năng khiếu vượt trội về sáo, tuy nhiên, đam mê của ông không được cha ủng hộ vì cho rằng chơi sáo dễ mắc bệnh lao. Cha ông khuyên ông chơi guitar. Đầu thập niên 50, ông làm công tác tuyên huấn và làm phóng viên cho báo Quân đội Nhân dân. Sáng tác đầu tay của ông ra đời trong thời gian này là bài Nắng Lên Xóm Nghèo. Sau Hiệp định Geneva, Phạm Thế Mỹ được tổ chức cách mạng bố trí ở lại miền Nam. Năm 59, ông học trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Từ năm 59 đến năm 70, ông dạy Việt văn và âm nhạc tại các trường trung học tư thục Bồ Đề, Tây Hồ, Sao Mai, Bán Công, Nguyễn Công Trứ, Tân Thanh tại Đà Nẵng. Khoảng năm 65 đến năm 66, ông bị bắt khi trà trộn vào các phong trào phản kháng của Phật giáo miền Nam để chống chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Lịch sử không thể thay đổi việc ông Phạm Thế Mỹ là một người của miền Bắc Việt Nam, cài vào miền Nam, nhưng lịch sử cũng không thể phủ nhận ông là một nhạc sĩ tài hoa. Đã có nhiều người dành thời gian để phân tích từng câu từng chữ trong những bài hát trước năm 75 của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ và chỉ ra việc ẩn giấu những tình cảm dành cho bộ đội Bắc Việt cũng như nhằm chống phá chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng, sự nghiệp của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phải nói là vô cùng rực rỡ trong lòng chế độ mà ông ta luôn tìm cách chống lại nó. Quả là mỉa mai. Vì bởi chính nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ không thể ngờ được chính vì những bài hát tưởng như tình ca mùi phản chiến đó đã chặn đứng sự nghiệp của ông sau năm 75. Tài năng của ông có vẻ là không được công nhận đủ và đúng. Vì khi chỉ được sắp xếp là một nhân viên văn hóa thông tin của quận 4 Sài Gòn và rồi qua đời trong hoàn cảnh khó khăn và lặng lẽ. Đó có phải là số phận chung của những người từng góp sức với cách mạng nhưng rồi bị nghi ngờ không được trọng dụng? Chẳng hạn như nhân vật phi công Nguyễn Thành Trung, nổi tiếng từng trở mặt ném bom và dinh độc lập vào ngày cuối cùng của chế độ. Hay nhà thơ Trần Văn Sao bị theo dõi ngăn chặn mọi thứ cho đến khi chết. Mặc dù nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ ra sức sáng tác và đóng góp nhiều cho chế độ mới, nhưng ông không được cấp trên đáp lại như với Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Diệp Minh Tuyền. Dù tài năng của ông thì rõ là vượt lên trên rất nhiều. Nhà văn Nguyễn Đình Bổn có kể lại rằng vào năm 94 khi ông ra Bắc có việc và được nhà thơ Phạm Hổ nhờ chuyển quà cho em mình là ông Phạm Thế Mỹ trong miền Nam. Khi đi cùng nhà thơ Nguyễn Trần Tiến Dũng đến trao quà ông Phạm Thế Mỹ khi biết nhà văn Nguyễn Đình Bổn đang làm trong nhà xuất bản Mỹ Thuật, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ mang ra một tập dày có đến cả 100 bài hát ca ngợi Bác và Đảng. Than phiền rằng ông muốn in nhưng không có ai giúp. Chi tiết này gợi lên câu hỏi rằng chẳng lẽ với vị trí có một người như ông Mỹ và hoàn toàn dành tâm sức để vận động cho chế độ mới nhưng vẫn không thể tìm được nơi yểm trợ để làm điều phục vụ này thì thực sự cuộc sống của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sau năm 75 đã cô quạnh đến thế nào? Lúc còn là phóng viên của báo Tuổi Trẻ vào ngày nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ qua đời, ban biên tập nhờ tôi gọi tìm một ai đó cùng thợ để viết tin buồn và tâm tình. Kỳ lạ nhất là lúc đó tôi gọi khắp nơi nhưng hầu như ai cũng từ chối. Cuối cùng tôi còn nhớ báo Tuổi Trẻ phải nhờ cải đến một bài viết cũ của một người không liên quan gì là nhạc sĩ Từ Huy, như vài trăm chữ chia buồn về sự ra đi của ông. Lúc đó tôi chạnh lòng nghĩ về sự cô đơn của ông. Mặc dù nhà nước có làm lễ tang trọng thể, nhưng đó cũng chỉ là hình thức rộn ràng trong sự hiu quạnh của đời ông. Tôi có đọc nhiều những bài viết tức giận và phê phán thái độ nằm vùng của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Và tôi cũng đọc những bài viết tiếc nuối cho một tài năng nhưng không đứng về chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Dù đó là miền đất đã tạo thành cái tên nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ và nuôi dưỡng trong sự yêu mến của không ít người yêu âm nhạc miền Nam. Nhưng biết sao được, đó là cuộc đời, là định mệnh và là lịch sử của đất nước Việt Nam. Lịch sử đã cho chúng ta chứng kiến những văn nghệ sĩ bất khuất đến phải ứa nước mắt vì kính trọng. Nhưng chúng ta cũng có những người nghệ sĩ chấp nhận thay đổi cuộc đời của mình chỉ vì để được sống còn hoặc họ chọn hay nhằm một lý tưởng mà không thể quay lại. Những ai đã từng tiếp xúc với nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ cũng nhận ra rằng ông là một người hiền lành và rốt cuộc chỉ mong muốn được sống với nghề của mình mà thôi. Nhà nghiên cứu nhạc Việt người Mỹ Jason Gibb từng viết trong bút ký khi tìm hiểu âm nhạc Việt Nam ở Sài Gòn rằng vợ chồng tôi được gặp và nói chuyện với Phạm Thế Mỹ năm 1951 ở nhà riêng của ông ở quận 4 Sài Gòn. Ông vui tính, cởi mở, hiền và kể nhiều chuyện hay. Thời chiến tranh Việt-Mỹ, ông là một người cộng sản nằm vùng. Đất Việt thống nhất, ông được tham gia mọi hoạt động âm nhạc ở một miền Nam giải phóng. Nhưng thực ra ông không ưa chính sách văn hóa lúc bấy giờ. Có lẽ phần tính tình hiền lành và chân thành ấy khiến cho những màu sắc và giai điệu trong các bài hát về quê hương của Phạm Thế Mỹ luôn làm người nghe nhanh chóng có sự đồng cảm và thương mến. Khi được báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 28 tháng 10 năm 1951 phỏng vấn với những bài hát sáng tác thời Mỹ Ngụy, Phạm Thế Mỹ đã nói qua rằng tôi thực sự không thích nói về những gì mình đã có, tất cả những sáng tác của tôi chỉ được bộc phát bằng sự say mê của chính mình. Có thể đó là kết luận quan trọng mà nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ muốn để lại cho những thế hệ sau tìm hiểu về ông. Số lượng những bài hát về nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ được công bố trên truyền hình cũng như hệ thống truyền thông của chế độ mới sau năm 75 rất nhiều, nhưng mọi thứ mang tính phục vụ ấy trôi dần vào quên lãng. Ngay cả trên Wikipedia, các liệt kê đánh dấu sự thăng hoa sáng tạo của đời ông cũng nằm trong thời kỳ sáng tác tự do trong kiểm duyệt của Việt Nam Cộng Hòa. Điều trái ngang là ở đó, di sản vàng son của nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa lại chính là nơi gìn giữ những điều đẹp nhất của một người nhạc sĩ Bắc Việt, Phạm Thế Mỹ. Tiếp nối chương trình là một bình luận thời sự với bài bình luận có tựa đề "Không phải lúc nào trung thành và trung thủy cũng tốt" của nhà báo Trần Văn đã trên trang VOA vào ngày 18 tháng 3. Mời quý vị cùng chia sẻ. Có thể phản ứng dữ dội của người Việt trên mạng xã hội đã khiến các cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam phải nhìn trước ngó sau. Trung thành, trung thủy là những đức tính tốt, nhưng nếu bất chấp thực tế, tư duy theo nếp cũ, bất kể đúng sai, tốt xấu, thì hai đặc tính này lại trở thành nguyên nhân tạo ra thứ mà người xưa gọi là ngu trung. Sau đổi mới, thiên hạ gọi là giáo điều, vừa đáng thương, vừa đáng ngại. Phản ứng của cộng đồng quốc tế và diễn biến trên chiến trường Ukraine đã hủy diệt uy tín nhiều cá nhân trước đây vẫn được xem như chuyên gia về chiến lược an ninh quốc phòng, về quân sự và tình hình thế giới tại Việt Nam. Các chuyên gia này không chỉ làm người ta kinh ngạc và hiểu biết về khả năng tư duy, phân tích, nhận định với mức bình thường, mà còn phẫn nộ bởi sự chủ quan tới mức hàm hồ. Và xét cho đến cùng là có lẽ bị chi phối bởi trung thành, trung thủy, sai đối tượng, sai nơi chốn. Đó là lý do trên mạng xã hội có những người như Trần Quốc Quân nhận xét thế này. Cả Tàu và Việt Nam đã quay xe thay đổi lập trường đối với cuộc chiến Nga-Ukraine. Thế mà ba ông họ Lê là Lê Văn Cương, Lê Thế Mẫu và Lê Ngọc Thống vẫn chưa thay đổi. Thật ra ba ông họ Lê mà Trần Quốc Quân đề cập chỉ là ba nhân vật trội hơn nhiều cá nhân ngưỡng mộ Putin và ủng hộ Nga, được xem như hậu thân của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, vô điều kiện, khó mà có thể tường thuật hết ý kiến. Nhận xét trên mạng xã hội về ba ông họ Lê như Trần Quốc Quân do quá nhiều và cả do rất nặng nề, thiếu tế nhị. Thay vào đó, có lẽ nên dẫn ra một số dự đoán nhận định của từng chuyên gia trong số ba ông họ Lê để hiểu hơn tại sao thiên hạ lại phẫn nộ, khinh miệt như thế. Khoảng 2 tuần trước khi quân đội Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt với tư cách chuyên gia, ông Lê Ngọc Thống cho rằng cuộc gặp bốn bên Nga, Ukraine, Đức, Pháp hồi cuối tháng 1 năm 2022 là bằng chứng cho thấy Đức và Pháp đã nhất trí loại khỏi Mỹ ra khỏi vấn đề Ukraine. Đó chính là cứu né đòn ngoạn mục khỏi tâm bão. Theo chuyên gia Lê Ngọc Thống, chuyện NATO viện trợ vũ khí cho Ukraine nhằm giúp Ukraine nâng cao năng lực phòng thủ là ngớ ngẩn. Hãy tự hỏi nếu như Nga tấn công đáp trả khi Donbass bị Ukraine tiến đánh thì cũng không bao giờ có kịch bản như Thế chiến thứ hai. Đó là hàng sư đoàn Satan không cần thị thực nhập cảnh xuất kích tiến hành đến Kiev, và khi UAV của Thổ Nhĩ Kỳ mà người Nga đã quá thuần thục liên tiếp bắn hạ chúng, đem những thứ vũ khí trên cho Ukraine có ích lợi gì không? Cuộc chiến tại Ukraine đã cho chuyên gia Lê Ngọc Thống câu trả lời về việc cung cấp trước đủ loại vũ khí, phương tiện phòng thủ cho Ukraine lợi hay hại. Phản ứng của cộng đồng quốc tế trước sự kiện Nga xâm lược Ukraine có thể khiến ông Thống thất vọng vì Đức và Pháp vẫn đứng cùng với Mỹ trước chứ không né đòn tránh tâm bão. Tuy nhiên, ông Thống hài lòng hay thất vọng không quan trọng. Sự quan trọng nằm ở chỗ vì sao hiểu biết, khả năng phân tích, dự đoán như thế mà lại thành chuyên gia. Một chuyên gia họ Lê khác có học hàm phó giáo sư, có học vị tiến sĩ, từng là thiếu tướng, cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược của Bộ Công an Việt Nam, ông Lê Văn Cương, cũng làm nhiều người thất vọng như vậy. Ngoài việc miệt thị Zelensky là một thằng hề 43 tuổi, không lão luyện như Putin 3 ngày sau khi Nga tấn công Ukraine, ông Cương khẳng định Ukraine là một cái giỏ thủng nơi rượu rã. Cho dù phương Tây đổ vào bao nhiêu vũ khí và tiền của chăng nữa thì chính quyền yếu kém, không đặt lợi ích của quốc gia lên trên, không vì cuộc sống bình yên của người dân mà lao vào cuộc chiến đỏ đen mưu quáng này, cũng không thể thay đổi cục diện trên chiến trường được. Sức mạnh trong cuộc chiến đấu nằm ở tính đúng đắn của chiến lược, chính sách người cầm quân, thể hiện của chỗ đại đoàn kết triệu người như một. Còn tại Ukraine, người dân và quân đội cũng không muốn chiến đấu chống lại Nga vì họ biết làm vậy sẽ hoàn toàn thất bại. Nay sau 3 tuần chưa thấy ông Cương giải thích gì thêm về việc vì sao quân dân Ukraine không muốn chiến đấu mà Nga không thể kết thúc chiến dịch đặc biệt như ông dự đoán, và vì sao cộng đồng quốc tế không những chỉ mến mộ thằng hề 43 tuổi mà còn khinh miệt, căm ghét nhân vật lão luyện như Putin đến vậy. Có thể phản ứng dữ dội của người Việt trên mạng xã hội đã khiến các cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam phải nhìn trước ngó sau, nên không còn mấy mặn mòi khi vấn ý các chuyên gia như Lê Ngọc Thống, Lê Văn Cương. Song vẫn còn vài cơ quan truyền thông dành chỗ cho chuyên gia Lê Thế Mẫu phân tích, dự báo về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Giống như các chuyên gia Lê Ngọc Thống, Lê Văn Cương, chuyên gia Lê Thế Mẫu cũng là sĩ quan lực lượng vũ trang. Khác với ông Thống và ông Cương, ông Mẫu, cựu trưởng phòng thông tin khoa học quân sự thuộc Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, không những đã đi ngược chiều mà còn lạc rất xa trong phân tích và dự báo. Ví dụ, Mỹ và NATO toàn tiêu diệt người Nga ở Donbass, Donetsk và Lugansk, nên Nga phải ra tay trước. Sau khi tách khỏi Liên Xô, đa số dân chúng Ukraine ủng hộ chủ nghĩa phát xít. Những người sát cánh với dân Ukraine chống xâm lược là al Qaeda trắng giống al Qaeda đen ở Trung Đông. Nhiều người sử dụng mạng xã hội đã chia sẻ cho nhau xem bài viết Lê Thế Mẫu "Sao chưa vào nhà thương điên" của Mỹ Anh trên Sài Gòn nhỏ. Việc xuất hiện của những người như Lê Thế Mẫu trên truyền thông đại chúng cho thấy khủng hoảng về người thực sự có tại Việt Nam. Một quân đội mà những người như Lê Thế Mẫu vẫn còn có thể ngồi vào ghế trưởng phòng thông tin khoa học quân sự thì đủ hiểu quân đội ấy như thế nào, đường lối của nó như thế nào và khả năng bảo vệ đất nước như thế nào. Tương tự, Jack Hammer Nguyễn xem những nhận định mà chuyên gia Lê Thế Mẫu nêu ra trong cuộc phỏng vấn do Việt Times thực hiện vào ngày 11 tháng 3 khiến Mỹ Anh phải thắc mắc tại sao ông Mẫu chưa vào bệnh viện là biểu hiện khủng hoảng ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Jack Hammer Nguyễn, phát biểu thể hiện thái độ thiếu hiếu chiến và ngu xuẩn con Mẫu cũng như chuyện khá đông dân chúng Việt Nam ủng hộ Putin và nước Nga xâm lược Ukraine là do sự yếu kém trong nghiên cứu lịch sử xã hội của người Việt. Do bị giới hạn về không gian học thuật và tư duy, họ không biết rằng nước Nga hiện nay chỉ là một trạm bơm xăng do một bọn du thủ, du thực và các giáo sĩ cùng tính kiểm soát. Sự thay đổi khá đột ngột, bình diện quá lớn ấy đã làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam không biết đường nào mà đi. Đó là cuộc khủng hoảng phương hướng lớn thứ nhì sau sự kiện Đông Âu sụp đổ năm 89. Cũng từ những nhận định của chuyên gia Lê Thế Mẫn, một số người như Dương Thắng than: "Ông Mẫu ơi, sao ông cứ tác bơm bớt vào mặt nhà nước và thể hiện quốc gia thế ông?" Dương Thắng bày tỏ sự lo ngại về việc các cơ quan truyền thông chính thức vẫn ý những chuyên gia như ông Mẫu sẽ đẩy Việt Nam vào thế đối nghịch với hầu hết các dân tộc, các nền kinh tế lớn đang có nhiều đóng góp đáng ghi nhận cho sự phát triển bền vững và an ninh quốc gia của Việt Nam. Theo Dương Thắng, ít nhất các vị đại sứ cộng đồng châu Âu tại Việt Nam đã nhận thấy điều đó và đã dùng ngôn ngữ ngoại giao bày tỏ sự không bằng lòng của họ. Nếu Ukraine và cộng đồng châu Âu gửi công hàm chính thức cho chính phủ Việt Nam đề nghị giải thích về những tố cáo sàng bậy của ông Mẫu, thì chính phủ trả lời sau đây. Diễn biến mới nhất liên quan đến Trung Thành, Trung Thủy và tất cả những thứ có dính dáng đến Cộng sản là báo điện tử Việt Times vừa phỏng vấn ông Lê Nghiêm, cựu Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại của Bộ Thông tin Truyền thông khẳng định Nga không thể viện dẫn quyền tự vệ chính đáng khi tấn công Ukraine. Nhận định của ông Lê Nghiêm đi ngược chiều với phân tích dự báo của các chuyên gia và Việt Times giải thích đó là để có góc nhìn đa chiều. Tiếp mục bình luận thời sự vừa rồi đã kết thúc chương trình hôm nay. Chương trình Việt Live sẽ được truyền lên mạng xã hội mỗi ngày trong tuần, phát sóng trên Facebook và YouTube. Mọi kênh đóng góp xin gửi điện thư về địa chỉ info@vietlive.tv. Thanh Tâm cùng Việt Live xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị và gia đình 24 giờ vui vẻ, an lành và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng của ngày mai.